Vâng, chào mừng các bạn lại đến với kênh của Trung tâm Điện tử Hữu Thuấn, thuộc địa chỉ là Cầu Ràm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay tôi tranh thủ làm một clip để báo giá tất cả những mặt hàng mới về, đồng thời cũng là test một bộ dàn âm thanh cực kỳ là khủng. Các bạn gọi là những dàn âm thanh cao cấp hơn dàn như mọi khi các bạn có bình luận này. Bây giờ để không có thời gian các bạn, bây giờ tôi giới thiệu vào một bộ dàn âm thanh mà tôi đang phối ghép theo yêu cầu của một số bạn, và đồng thời hôm nay tôi sẽ báo giá rất là nhiều những cái mặt hàng âm thanh cao cấp này đối với các bạn trên kênh của tôi. Chào bạn, các bạn, đây là một bộ âm thanh được ghép phối giữa một đôi loa PL CS655. Vâng, loa CS655 thì tôi giới thiệu qua về cấu hình của nó như sau. Bát của nó là bát 28, một bát 28, một trung đôm, một tép đôm, như các bạn quan sát hình rất là rất đẹp. Và loa của nó là có tinh chỉnh. Bát của nó là bát giấy, và bát của nó bát giấy, nó có vòng cuộn sóng cho nên tiếng bát rất uy lực. Và các bạn nghe tiếng tép vừa rồi đấy, là tép đôm thì nó rất là leng keng và nó mát tai dễ chịu. Và tôi đã quay trực tiếp từ chiếc điện thoại Samsung. Thế và ở giữa này thì tôi ghép phối với một chiếc một bộ, gọi là một bộ ampli Wheeler tẹp Tuler. Đây là một bộ hoàn thiện của bộ Wheeler 7900. Ampli ở dưới giữa là tẹp, tức là bằng cassette, trên cùng là radio Tuler. Thì cái loại này tôi nói qua các bạn về công suất của chiếc ampli Wheeler này, nó là 130W, cắm điện 100V hàng nội địa. Loại này thì nó ra đánh được các loại loa từ 20 đến 30 rất là hay. Đây, như nó đang phối vào đồ đàn này nghe rất hay. Và đặc biệt âm ly này nó có dàn đèn lưu như các bạn trông rất đẹp. Khi nó nói nó lưu, đấy, nó nháy rất đẹp. Trên là thớt tẹp hay còn gọi là thớt cassette. Thớt cassette này của tôi rất là mới, nó có thể ghi băng được. Tí nữa tôi sẽ test từng phần một, ghi băng và nghe băng. Và đặc biệt là radio, thì các bạn thích nghe radio để làm gì? Tức là ta lắm tin tức báo gió, rồi lắm tin tức giá cả thị trường đủ các loại. Thì đây là nguyên ba thớt của Wheeler 7900 để tôi ghép phối với lại đôi loa này, thì tạo ra một bộ đây. Đây gọi là một bộ. Và cũng nói luôn với các bạn là bộ âm ly Wheeler này của chúng tôi là nó có đầy đủ giấy tờ xuất xưởng. Đây, nó mới, còn mới đây. Đây là toàn bộ giấy tờ của nó đây. Còn kể cả là phiếu bảo hành của khách Nhật nó mua đây, cho nó gửi theo đường eBay về, nó rất mới. Thế bây giờ tôi sẽ thử, tôi sẽ quay vào một đôi loa cho các bạn ngắm này. Đồng đôi loa rất là đẹp này. CS655, loa tép, loa trung và hai cái tinh chỉnh mic tép này. Nhiều bạn gọi là chiếc áp to nhỏ có mic tép cũng được, tinh chỉnh được. Nhiều bạn là cũng gọi điện đến hỏi chúng tôi là từ nào tới chính xác, thì cái này tùy theo các bạn gọi. Bạn nào gọi là con mic to nhỏ có trung và tép cũng được, mà bạn nào gọi là tinh chỉnh của mic và tép cũng được, tiếng Anh tiếng Pháp được hết, nó không sao. Đây là chiếc loa bát của nó, màng giấy các bạn trông gân của nó là gân vải, gân bút này. Và nó có gân sóng này, tiếng bát rất uy lực. Tất cả những cái viền loa bằng nhôm đúc dày nặng. Thì đây là tôi đang phối ghép vào với bộ này. Như thế này các bạn quan sát rất là đẹp đúng không? Đã bày thì rất đẹp mà nghe rất hay. Giá thành thì lại rất là hợp lý. Thế bây giờ để đi vào chi tiết thì tôi test từng thớt một. Đầu tiên, đây là các bạn đang nghe từ chiếc điện thoại này vào phải không? Thì vừa nãy đầu tiên tôi cho các bạn nghe rồi, thì không phải nói nữa. Thế bây giờ tôi sẽ thử cassette, rồi thì tuner. Thế này, tôi thử cho từng phần một các bạn nghe và đánh giá về chất lượng của nó nha. Rất là đẹp không? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ quay chiếc băng cassette đầu tiên này. Đây, tôi sẽ quay luôn này. Kính chào quý vị và các bạn. Sau thời gian chuẩn bị chu đáo cho những ca khúc tình cảm chọn lọc, Thiên Trang hân hạnh giới thiệu cuốn băng hợp tác giữa Thiên Trang và Tuấn Dũng mang tựa đề
đam mê. Đam mê do Thiên Trang và Tú Vũ chủ trương, mong được sự đón nhận trong niềm thương mến của quý vị và quý bạn. Khi mà có lời hát là YouTube rất hay đánh bản quyền, nó sẽ xóa cái clip của chúng tôi ngay. Bây giờ tôi sẽ mở một cái nhạc không lời để các bạn thưởng thức này. Mà còn tích lũy và xây dựng được một ngôi nhà tại Lạc Sơn với chi phí hơn 500 triệu đồng. Anh Tịnh chia sẻ, tất cả những gì anh đang có đều từ công sức và nỗ lực của bản thân. Tuy nhiên anh luôn biết ơn ông chủ của vườn lan bởi nhờ có những lời khuyên. Phải nói là khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thì các bạn có thể nắm được tin tức vàng bạc hiện nay nó đang lên sốt bao nhiêu, hay là bão gió lũ lụt ví dụ thế, hay là tin tức thời sự kinh tế. Thế còn bây giờ thế này, tôi sẽ thử phần ghi âm. Nếu bạn nào mua một cái băng như này, băng thì giá rất sẵn, bạn nào thích mua băng trắng này, một chiếc băng cũ như này thôi, tôi cho và tôi ghi từ ở chiếc điện thoại này ra này. Một là các bạn có thể ghi từ chiếc điện thoại ra, hai các bạn có thể ghi từ đĩa CD, ba là các bạn có thể là ghi từ chiếc TV nha bạn. Thế bây giờ tôi thử vào đây, cho chiếc băng này vào, tôi thử ghi cho các bạn nhá. Các bạn có thể ghi chọn lọc theo cái tinh thần của các bạn. Thế này, bây giờ tôi sẽ ghi cái đoạn nhạc không lời này. Nếu nhạc có lời tôi sẽ đánh bằng quyền tôi ghi này. Đó. Các bạn thì được cho phát chiếc này lên rồi. Thế nhưng vì điều kiện sợ đánh bản quyền cho nên tôi không dám ghi bài hát, mà tôi chỉ ghi cái nhạc không lời cho các bạn thôi. Bộ dàn này nếu như bạn nào mua đầy đủ tổng cộng cả bộ dàn, tôi bán cho các bạn là giá 18 triệu 500. Còn bạn nào mua rời, mua lẻ tôi vẫn bán. Ví dụ như bạn có thể mua 3 cái thớt ở giữa thì nó rơi vào giá 9 triệu. 3 thớt giữa, âm ly, cassette, tuner.
và giá còn lại đuôi loa là tôi bán cho các bạn bằng cái giá 11 triệu hoặc 10 triệu 500. Đây là tôi sẽ bán rồi. Thì bạn nào có nhu cầu sử dụng thì sẽ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại mà tôi đang để trên màn hình, tức là 0982760098 và 0971760098. Bạn nào có nhu cầu sử dụng các loại dàn âm thanh hoài cổ, băng cối, đầu băng cối hoặc các thứ cassette như này, các bạn gọi số thứ hai nhé, 0971760098. Thế tôi đã báo giá xong cái bộ dàn âm thanh như này để các bạn biết rồi. Thì bây giờ này, và đây nếu bạn nào mà loa của bây giờ không có băng này, các bạn thích mua băng mới tinh qua này, đây, đây băng này rất là nhiều, không thiếu cái gì, rồi băng chương trình cũng qua này rất là nhiều nhá. Bây giờ tôi sẽ báo giá cho các bạn rất là nhiều những cái sản phẩm ở bên cả bên này. Đây, đầu tiên tôi báo giá cho bạn đây là chiếc đầu băng cối Akai 747 DBX. Loại này thì nó là loại cao nhất của dòng Akai rồi. Đây, cái này của tôi về trong tình trạng mới tinh, còn nguyên cả cái bica chống bica để bọc băng. Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem, bởi vì là tôi đang để ở phía dưới kia. Đấy, chiếc đầu băng cối này thì nếu bạn nào mua thì tôi chụp ảnh hoặc gửi ruột gan cho các bạn khi tôi dỡ tôi quay cho chụp. Cái đầu băng cối này nó có giá là trên dưới 100 triệu rồi. Cái 747 đây là mới như này mà nó không có băng đâu nhá, nó chỉ có cái hút thôi. Thì đây là cái bica của nó này, nó trong veo các bạn. Đây tôi đang để một bên này. Đây, cái nó trong veo mới tinh để nó chụp vào cái băng này. Nó trong lắm các bạn, để này các bạn không nhìn này, tôi quay kiểu này này. Đây là cái bica của nó. Đây, tôi đá này xong tôi quay cho các bạn nhìn thôi. Đấy, hình trái tim rất đẹp. Thế nó cũng là vì lý do ở bên này nó là càng số 1 cho nên nó không có nhiều dàn âm thanh như bên kia, mà nó chỉ có độc những cái dàn hoài cổ này. Thì bây giờ tôi sẽ đi giới thiệu báo qua cho các bạn những cái bộ dàn âm thanh như này. Đầu tiên là băng cối 747 rồi. Thế ở giữa đây là đầu băng cối Akai 650 nó có giá trên 20 triệu. Bên cạnh này là con Tech A 6300 thì nó có vốt, nó chạy được từ băng 4 đến băng 10. Loại này thì nó to, nó đẹp, lộc lẫy. Đấy, nhưng giá thì rất rẻ, trên 10 triệu. Thế còn bạn nào lại thích nghe hay bài đẹp mà giá hạt rẻ thì các bạn chơi con đầu băng cối đây, Tech 4010. Cái loại này thì nó chỉ dưới 10 triệu, 7 triệu rưỡi, cắm điện từ 100 đến 240V. Đằng sau đây là con Akai 630. Loại 630 và 650 nó là cái loại đặc chủng của ghi băng cối rồi. Những cái bạn mà ghi băng chuyên nghiệp thì rất thích những cái loại này. Và những cái đầu như này của tôi được về theo tình trạng nó rất là mới, còn như nguyên bản thì nó đầu băng cối như này 630 này nó có giá là 20 triệu một chút, hơn 20 triệu một chút. Còn cái 650 này thì hơn 20 triệu. Bên trong đây là chiếc đầu băng cối 3300X thì nó chạy được băng 4 đến băng 10 nhưng nó không có autovolt cho nên giá nó cũng rất rẻ, trông bày trong nhà rất đẹp lộc lẫy, mà giá chỉ có trên 10 triệu một chút thôi các bạn ạ. Thế còn bên trong đây là con 635D. 635D thì các bạn biết rồi, kênh của tôi là chủ công về 635. 635 thì nó có giá từ 32 mà đến 38 triệu, nó tùy thuộc vào đẹp xấu. Đây tôi đi báo cho các bạn những cái dòng đặc chủng về phải có đây. Đầu tiên là tôi giới thiệu các bạn về những cái dòng loa. Đây là loa PLR 88A. Hiện loa PLR 88A thì tôi đang có hai đôi. Đây một đôi và trên này một đôi. Đây, các bạn quan sát đôi này thì nó cực mới rồi. Đôi này mua theo cái đường tín hiệu của mạng của một đôi 99 này. Thế đôi 88A này thì nó lại còn nguyên cả những cái tem nó mới, nó đẹp mà. Thì nó là hàng đi theo đường mạng. Thế còn đôi ở dưới này thì nó lại đi theo cái đường gọi là chúng tôi gọi đường hàng bãi đây. Thì hai đôi loa PLR 88A này nó có giá là từ 25 đến 27 triệu 500. Đấy, hai đôi nhá. Mỗi một đôi nó có giá như thế. Tôi báo nhanh cho nó gọn. Thế và bạn nào quan tâm đến cái dòng Amply để phối cho nó đây thì rất là nhiều Amply, dòng Amply đài, còn Amply có đạp băng đài. Thì đây là ba chiếc Amply đại để tôi báo cho các bạn này, để ghép phối với những chiếc Amply đôi loa như này. Trên cùng là chiếc Amply Akai A910. Hôm loại tôi về một cái tôi bán rồi, đây lại về tiếp cái nữa. Nhưng dòng Akai 910 này phải nói rất mới, nó cổ nhưng rất mới các bạn. Thì Akai 910 nó rẻ thôi, nó chỉ có chục triệu, hơn chục triệu, còn là thật đẹp thì nó được hơn chục triệu một tí. Thế dưới cùng là con
Trio nó cũng loại rẻ tiền, tức là công suất nó bé mà nó chạy có bốn con đèn, bốn con sọt than ấy, thì nó cũng bé, công suất nó phù hợp với lại loa bát 20-25, và nó cái giá của nó đều chục triệu hoặc dưới chục triệu, con Trio dưới chục triệu. Thế còn con ở giữa đây thì nó là Sang Xui 5000X, loại cái tên lửa câu dính này. Con này thì nó đắt tiền, con này của tôi nó hàng xuất Mỹ và nó có giá là trên 20 triệu đồng. Thì tôi đang phối với này, tôi đang bày với chiếc cầm đi đây, bày với đồn hoa này, này, này 88 này, rất là đẹp. Ở trên cùng đây thì tôi đã nói qua loa này, đây là đôi loa nữa 88 này. Đôi này thì còn nguyên giấy tờ xanh vỏ, trông đẹp phải không các bạn, quá đẹp, mới. Và giới thiệu luôn các bạn, đây lại một đôi âm ly nữa để các bạn ghép này. Đây là hai chiếc âm ly receiver, tức là một chiếc ở trên là Pure QX80 các bạn biết rồi, nó chạy 8 con sỏ sắt Toshiba. Và loại này thì nó cũng cấp điện có 100. Loại này nó đánh tất cả các loại loa bát từ 40, nó đánh từ 30 40 đánh tất. Nó khỏe như và nó hay như con 8080, bạn nào chơi Samsung Sansui 8080 rồi thì biết. Nhưng con 8080 nó trên 20 triệu, nhưng con này của tôi nó chỉ dưới 20 triệu thôi, nhưng nó âm thanh rất hay. Thế còn phía dưới cùng là các bạn nhìn đây là chiếc ampli Sansui 9090, loại chấm hết của dòng Sansui 4 số. Nó thiếu chữ DB rồi. Thực chất ra nhiều bạn mua thêm chữ DB nó đắt hơn chục triệu, nhưng mà cũng không giải quyết được cái âm thanh DB. Thì đây là con 9090 hàng xuất Mỹ. Và cái loại này của tôi phiên bản đặc biệt, đó là cái loại công suất tiêu thụ điện là 750W. Thông thường các bạn mua trên thị trường nó chỉ có 370 và 430. Thế nhưng đây con của tôi xuất Mỹ và công suất tiêu thụ điện là 750W, cho nên rất khỏe, nó táng tất cả các loại loa. Ngoài cùng đây tôi muốn giới thiệu các bạn, đây là đôi loa Peeler. Loại này của tôi thì nó lại còn mới, nó về cùng với lại đôi 88 trên kia. Thì đây là đôi loa Peeler CS99. CS99 của tôi nó còn mới, đây tôi thử bóc một cái ra cho các bạn. Ê căng của nó còn mới này. Rất là đẹp. Đấy. Loa của nó này, tôi quay luôn cho các bạn đây. Đấy, loa bát. Chữ FB. Loa chung. Loa tép và tiếp kèn ở giữa. Đấy, đôi loa này nó có giá trên 40 triệu các bạn. Nhưng mà xứng đáng rồi, nó mới này trên 40 triệu. Quá xứng đáng, các bạn nào mà sưu tầm thì đôi này bài trong nhà thì đẳng cấp. Tiếp theo sang đây là đôi loa Peeler. Cái dòng này là cái dòng để nghe nhạc mới được đây, nhạc số. Hoặc các bạn có thể nghe nhạc cổ thì loại này nhạc cổ nó không hay lắm. Nhưng nhạc mới các bạn nghe vào mạng, các bạn ghép phối với những chiếc âm ly 7600, 7800, 7900 thì nó cực hay rồi. Đấy. Đây là loa Peeler hàng 1800DV, tức là nó là phiên bản của 180D, nhưng thằng này nó xuất sang Mỹ thì nó lấy phiên bản lấy mã của nó là 180 1800DV. Và đôi này nó bát 30, một chung carbon và một tép của nó là tép titan, cho nên nó kêu rất hay. Đôi này nó cũng có giá là trên 10 triệu, dưới 20 triệu. Tiếp theo tôi quay cho các bạn là những cái đại. Đại thì đặc trưng của tôi là đại đây. Đây là con VT88 mới về vỏ đỏ, cắp điện 100. Con này thì nó tôi chưa sửa soạn và chưa test được, nhưng cái giá của nó là 20 triệu. Nếu như nó chạy hoàn hảo các thứ tôi chưa kịp test nó mới về. Còn đây là con 3 số 7 thì nó mới cứng nhưng lại không có số hộp, mới cứng nhưng lại không có số hộp. Con này mà có số hộp thì chắc là trên 30 triệu. Thế nhưng con này lo của tôi bán với cái cho bạn nào đâu mua thì nó chỉ có giá trên 20 triệu thôi. Nhưng nó mới cứng, mới đét đẹp. Bạn nào mua thì tôi sẽ chụp ảnh gửi cho. Đây là con 3 số 7 này. Mới cứng luôn, thiếu số hộp. Trên cùng là con Toshiba. Con Toshiba này thì nó giống như con 3 số 7 đây, nhưng các bạn quan sát nó giống y như con 3 số 7. Đấy. Và nó to hơn, âm thanh thì hay hơn, nhưng giá lại rẻ hơn. Bởi vì chắc là cái loại này là ít người người ta mua. Vì tôi ế từ cái năm tôi buôn cùng với 15 con đài 3 số 7 tôi mua một lô, thì nó lại lẫn một con này vào. 14 con 3 số 7 tôi bán hết ngay cái thời gian đấy. Và con này ế lại năm nay năm thứ 2, thứ 3 rồi đấy. Nó vẫn nói tốt đây. Mở ra đâu các bạn nghe thích ạ. Hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Hiện nay có thể nói thử. Quay băng hoàn thiện, ghi băng tốt. Và vì điều kiện nó ế thì thôi tôi bán. Bạn nào mua tôi bán 19.500 để cho các bạn trưng bày. Tiếp theo đây là tôi giới thiệu các bạn, đây là chiếc tủ đài. Nó có một cái loa kèn đồng để bày trông rất đẹp rồi các bạn, trông cái kèn đồng này. Thấy chưa? Nếu bạn làm ở trong nhà có diện tích bày được, bộ này tôi trông mới thích. Mà giá nó rất rẻ, có 9 triệu rưỡi thì nó có là cái kèn đồng này, tủ đài của nó đây. Thì nó có những chức năng như sau, nó chạy được cái điện than này, trên cùng điện than này.
cái mác của nó là Colombia này, rất là đẹp này. Này. Tiếp theo nó chạy được cả là băng cassette này, CD này, nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam, hình thức rất đẹp, âm thanh hay, giá có 9,5 triệu để các bạn trưng bày. Gian đây thì tôi giới thiệu này độc những cái loại giản này các bạn trông đã mê rồi này, rất là hay. Thì đây là những cái dòng âm ly loa để các phối. Bên cạnh đây là đôi loa Pioneer 180A. Đôi này về mới về nó đẹp không còn cái gì để tả. Loại 180A thì các bạn nghe biết rồi, nó là đẳng cấp của dòng loa Pioneer rồi. Mà giá lại cũng là hợp lý. Thế và đây các bạn thích thì ghép phối với những chiếc âm ly đây. Thế bây giờ tôi giới thiệu qua những chiếc âm ly là tôi có âm ly và nó đi đủ với Tuler này, tức là Đài Tiếng Nói Việt Nam, và đi cùng với lại thân băng cassette để các bạn ghép này. Đấy, ví dụ như đây là thành những cái bộ đây, bạn nào thích ghép thì ta cứ thế ta ghép này, một đôi loa này. Đấy. Đây tôi quay gần nên các bạn có thể ghép một đôi loa lại với lại bộ âm ly. Thì tôi giới thiệu âm ly nhá. Đây là bộ âm ly Pioneer 7825 mã. Gồm một âm ly này, một Tuler này, đó, như hai cái thứ này các bạn ghép vào với một chiếc cassette như này thì các bạn cùng với đôi loa thì nó đã thành một bộ rất là đẹp rồi. Đấy, này tôi quay cho các bạn. Đây là Pioneer 7825 mã, một bộ. Những cái bộ như này thì các bạn phải gọi điện đến tôi tư vấn giá cơ. Trong một clip này tôi không nói hết được. Tiếp theo một bộ nữa đây, tôi lại quay cho các bạn bộ thứ hai. Thì bộ này là 7800 này. Đấy, bộ này là 7800 cùng với một thớt quay băng, cùng với thớt Tuler. Đấy, thì các bạn cũng có thể ghép phối vào được. Thế có thể hoặc là bạn nào thích thì lại ta ghép với lại một bộ như dưới đây thì nó lại có một thớt Tuler và một thớt Amplifier 7600. 7600 nó rẻ hơn mà. Đấy, nhưng nó giống như 7800 thì các bạn ghép như này xong các bạn bày trong nhà là rất đẹp để nghe nhạc số với lại nhạc ở TV cực hay. Và cũng nói luôn các bạn là tất cả những cái bộ này của tôi là còn nguyên sách vở này mới về. Đấy, đây là 7600 rất là đẹp, đợt này nó về toàn hàng mới đẹp. Cũng như tôi nói rồi, vì quay ở bên cảng số 2 này thì nó không có nhiều dàn như bên kia. Tôi còn giới thiệu với các bạn đây. Đây là đôi loa Mỹ đây. Đôi loa này tôi cũng bị lặp lại tương đối lâu rồi. Một thời kỳ tôi nhớ là ai cũng đi mua sạc pin Vega, đến giờ thì người ta cứ chê sạc pin Vega thì người ta chê hình thức nó xấu, mà tôi cũng công nhận. Nhưng phải nói là cái loại này nghe thì cực hay. Tức là bát 40 đây, con sạc pin Vega VF150 này, bát 40, một chung giấy, một tép bôm. Loại này nghe thì nó rất là hay và nó khỏe. Các bạn hát con kê thoải mái, nó không chết bao giờ. Nghe thì nó hay hơn loa Nhật. Thế nhưng mỗi tội là đúng các bạn chê hình thức xấu, cho nên dạo này nghe sạc pin Vega bán hết. Và tôi có đôi này thì bây giờ nếu bạn nào mua là nó có giá trên 20 triệu. Thì các bạn thích ghép phối thì tôi ghép cho cùng với chiếc âm ly Delong 890DG này, màu vàng gold rất đẹp, hai người gỗ, điện từ 100 đến 240. Đấy, chiếc âm ly này nó cũng rẻ thôi, trước kia thì nó rất đắt trên 20 triệu, nhưng bây giờ nó dưới 20 triệu, nó chỉ 17, 18 đến 19 triệu là hết tầm, nhưng còn đẹp. Các bạn nào thích hát thôi, các bạn có thể ghép phối với này vang và micro này. Đấy, rất là đẹp. Thế cũng như là tôi đã nói bước đầu với các bạn rồi, vì ở bên cả này nó không có dàn để giới thiệu thì tôi chỉ giới thiệu cho các bạn là tất cả những cái âm thanh phải có thôi. Thế clip nó quá dài rồi, nếu các bạn là xem thì một là nhận xét ở dưới, hai là các bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách ủng hộ kênh, là đăng ký kênh để tăng lượt tương tác, hoặc các bạn có thể chia sẻ giúp chúng tôi để tạo cho khách săn đông hơn. Và đặc biệt là bạn nào muốn có nhu cầu về giá, bởi vì trong cái báo giá là không hết được, thì các bạn có thể kết nối với Zalo hai cái số lúc đầu ấy, tôi nói là 0982760098 và 0971760098. Thì tí nữa trước khi tắt clip tôi sẽ quay lại số điện thoại một lần nữa. Vâng, bởi vì do thời lượng clip quá dài rồi thì tôi xin ngắt clip đây. Trước khi ngắt clip, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh, đồng thời cũng cảm ơn quý khách hàng khắp mọi miền quê đất nước luôn luôn tin tưởng cửa hàng chúng tôi, lấy điểm cửa hàng chúng tôi làm điểm tựa để mua các thiết bị âm thanh nghe nhạc. Trước khi kết thúc clip, xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các bạn cùng gia đình, chúc tất cả quý khách hàng khắp mọi miền quê đất nước cùng gia chung luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Còn bây giờ xin chào và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.